chuyện về giếng nước cổ kỳ lạ, trai gái còn trinh mới được lấy nước đêm giao thừa. Đó là câu chuyện có thật tại giếng cổ làng Phú Diễn xưa. Nay giếng vẫn còn nhưng chỉ là biểu tượng tâm linh của người dân địa phương nơi đây. Đã từ lâu, cây đa, giếng nước, sân đình là biểu tượng cho văn hóa của làng, xã ở Việt Nam. Thế nhưng xã hội càng phát triển, những biểu tượng trên dần biến mất hoặc ít người để ý đến. Hiện chỉ còn một số ít làng xã còn giữ được giếng cổ nguyên bản như thuở sơ khai. Tìm về làng Phú Diễn, nay là phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hỏi thăm đến chiếc giếng cổ được cho là nguyên bản và độc đáo nhất Hà Thành còn sót lại, rất nhiều người trẻ tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên và không biết đến sự tồn tại của giếng cổ này. Mất nhiều thời gian, chúng tôi mới tìm được đến giếng nước độc đáo. Nơi đây cung cấp nước ăn cho cả làng. Giếng cổ Phú Diễn nằm ẩn mình trong khuôn viên nhỏ. Đối lập với đó là sự ồn ào của phố thị, nơi tấp nập xe cộ đi lại sớm chiều. Khác với những chiếc giếng làng thường được xây hình tròn bằng gạch đặc hoặc miệng giếng hình lục lăng, giếng cổ Phú Diễn được bao bọc trên miệng đá bằng tròn nguyên khối. Các nghệ nhân xưa còn tạo hình xung quanh vô cùng tinh xảo với những họa tiết chạm khắc độc đáo. Giếng đã có tuổi đời khoảng 500 đến 600 năm cùng với sự hình thành của làng Phú Diễn xưa. Trực tiếp nhìn trên miệng giếng thấy những vết lõm do kéo dây gầu múc nước đặt cả ngón tay, mọi người có thể thấy giếng nước này cổ xưa như thế nào. Đó chưa kể là chân quỳ dạ cá ở xung quanh cũng đã mòn vẹt đi hết cả. Đặc biệt phải là những thanh niên chưa vợ, khỏe mạnh, khôi ngô mới được đi phơi giếng làng. Rồi những đêm 30 Tết, phải là những người con gái còn trinh mới được múc nước giếng để gia đình làm lễ. Đêm đó, nước giếng múc lên không phải bằng gầu thông thường mà phải múc bằng mo cau. Tất cả phải thể hiện sự trang nghiêm, thuần khiết. Không chỉ những dịp đặc biệt, kể cả ngày thường, những người con gái trong kỳ kinh nguyệt cũng không được đến giếng này lấy nước, bởi sau đó nước sẽ không còn trong xanh, nước không còn ngọt và người đó sẽ bị cả làng chửi. Có người nói tôi là người trực tiếp chứng kiến câu chuyện đó. Năm ấy tôi ra giếng làng gánh nước về cho U. Nước vừa gánh về đến nhà, mẹ tôi nhìn và chửi lớn: không biết đứa nào lại ra lấy nước giếng rồi. Hỏi ra mới biết, nếu phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt ra lấy nước thì giếng nước sẽ nổi váng 3 ngày không hết. Bao giờ người phụ nữ đó sạch kinh thì nước mới trong trở lại. Với những người dân ở xóm giếng, từ xưa cho đến nay vẫn giữ một truyền thống văn hóa. Đó là những ai đi lấy chồng nơi khác, khi đi qua giếng làng phải vào miếu thắp hương. Việc làm này như một sự biết ơn, bởi người ở làng sống như mạch nước giếng, khi đi xa sẽ luôn nhớ về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Yeah.